Hoan hỷ chào mừng quý vị và các bạn đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Đầu xuân năm mới, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý vị và các bạn đón xuân Giáp Thìn một năm đổi mới như cánh diều gió tới bay cao, xuân như ý, thanh nhàn, phúc hưởng, Tết an khang, thịnh vượng, an nhiên, gia đình vạn sự bình yên, giàu sang phú quý, phúc duyên đề nhà. Và nếu như quý vị và các bạn là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý vị và các bạn cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý vị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý vị và các bạn, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, giới tiên tri hé lộ bí mật, sự thật về tử vi tuổi Quý Hợi sinh 1983. Đúng tháng Tết năm 2024 âm lịch, được thần tài hộ giá, vận may bùng nổ, trúng số phát tài, đổi đời giàu như vũ bão. Quý vị thân mến, trong cuộc sống có lúc ta thăng, lúc ta trầm, có khi mạnh mẽ, lúc lại yếu đuối, có lúc ta bước đi, lúc lại dừng chân giữa dòng đời vội vã. Quý Hợi hãy kiên cường đừng oán trách số phận, bởi cuộc đời này, làm điều thiện sẽ gặp phước lành. Ông trời nhìn thấy, ban cho ta tiền vàng, cơm no áo đủ, và một vận may tươi sáng quanh năm, sống lâu trăm tuổi, phúc thọ tràn đầy. Quý Hợi hãy gieo trồng hạt giống phước lành, để cuộc sống thịnh vượng, rực rỡ như đóa hoa khoe sắc. Theo luận giải tử vi mới nhất của 12 con giáp có chỉ ra rằng, bước sang tháng đầu tiên của năm mới Giáp Thìn 2024 này sẽ có những con giáp được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Họ có thể không quá giàu có, nhưng có thể kiếm được cơ hội để thành công. Cụ thể là đúng tháng Tết âm lịch, tháng Bính Dần năm Giáp Thìn, anh chị tuổi Quý Hợi sinh 1983 sẽ gặp được nhiều may mắn, được các tinh soi chiếu, quý nhân chiếu cố nồng hậu. Đây là giai đoạn thiên thời địa lợi nhân hòa, giúp cho mệnh chủ tìm được cơ hội để mà phát triển sự nghiệp, kiếm thật nhiều tiền, mua nhà sắm xe, đổi đời giàu nhất vùng thiên hạ. Đặc biệt nếu như mệnh chủ biết nắm bắt mọi thứ thì sẽ đổi vận bất ngờ. Vậy, vận trình tử vi chi tiết các phương diện tháng Tết âm lịch của anh chị tuổi Quý Hợi sinh 1983 sẽ diễn ra như thế nào? Vận may nào sẽ đến với con giáp này trong khoảng thời gian đầu năm này? Thì xin mời quý anh chị hãy cùng theo dõi và chiêm nghiệm video dưới đây của Minh Đường Tử Vi nhé! Quý vị thân mến, tuổi trung niên là khoảng thời gian thật đặc biệt. Khi ấy tuổi trẻ đã qua nhưng tuổi già thì chưa đến. Bồng bột đã qua nhưng cũng chưa hoàn toàn chín chắn. Hai điều không cầu ở tuổi trung niên, không cầu quyền lợi và tiền bạc vốn không thuộc về mình. Dục vọng sẽ khiến người ta không bao giờ biết thỏa mãn. Người khác thấy họ đã có rất nhiều thứ, vợ đẹp, con khôn, xe hơi, nhà lầu, nhưng họ những mơ hồ còn chưa thỏa mãn. Dục vọng làm người ta không giữ được bình tĩnh và đôi khi trở thành tha hóa. Đã có địa vị xã hội nhất định, gia đình cũng khá già đủ ăn, nhưng khi nhìn xung quanh họ chợt thấy những người cùng trang lứa ai nấy đều hô mưa gọi gió, vinh quang đầy mình, họ bắt đầu không an phận, nóng lòng muốn làm giàu hơn nữa, bất chấp thủ đoạn dù là tham ô, nhận hối lộ hay là bán lận, buôn gian, việc gì cũng đều dám làm. Vì tiền tài, họ muốn mạo hiểm liều một phen mà không nghĩ đến ác báo đã liền kề trước mặt. Một ngày kia thân bại danh liệt, làm ăn phá sản, có thể phải ngồi tù chịu phạt, cửa nát nhà tan, khi đó hối hận phòng có ích gì nữa đây. Người ta đến tuổi trung niên nên cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có, đó là phúc phận, là những gì ông trời đã ban cho bản thân chiều theo số kiếp, chớ nên hành xử manh động, bồng bột như thuở còn đôi mươi. Hãy lấy gia đình làm trọng chứ không phải công việc làm ăn, lấy tình nghĩa làm trọng chứ không phải bạc tiền, vật chất. Không cầu thứ tình cảm vốn không thuộc về mình. Đến tuổi trung niên người ta đã trải qua rất nhiều thăng trầm về tình cảm, hôn nhân có thể khiến họ mỏi mệt, quan hệ giữa vợ chồng có thể khiến họ chút lấy bực bội, phiền lòng. Ngoài xã hội đủ thứ cám dỗ đang giăng lưới bủa vây, người ta dễ bị những thứ tình cảm bất chính chi phối. Nhất là khi gặp được một người ý hợp tâm đầu, cho họ cảm giác khác hẳn với cuộc hôn nhân vốn tẻ nhạt thường ngày. Đừng tưởng nhớ những thứ tình cảm vốn không thuộc về mình, cũng chớ mong nghĩ về người không thuộc về mình. Tình là ảo mộng, tuy đẹp nhưng sớm lụi phai, là ly rượu nồng nhưng chứa thuốc độc bên trong. Đặc biệt, ngoại tình lại chính là thứ bại hoại nhân luân, hủy hoại đạo đức, là chuyện khiến người trời đều giận. Hãy luôn tỉnh táo, và đây là ba điều không chờ đợi. 1. Sức khỏe không thể chờ. Ở tuổi trung niên, sức khỏe bỗng trở thành một chuyện rất hệ trọng. Những thứ bệnh tật quật đổ người ta vào tuổi già đều sẽ nảy mầm từ lúc này. Ngay khi người ta còn tưởng mình thật phi thường, ngày nay,
Khá nhiều người chỉ có thể sống đến 45, 50, 55 tuổi là đứt đoạn kiếp người. Họ phải chịu đủ thứ bệnh tật dày vò hoặc là hậu quả của thời trẻ tráng phóng túng, hoặc là nguyên nhân của việc không biết cách dưỡng sinh, sống không lành mạnh. Người Việt có câu, 49 chưa qua 53 đã tới. Người ta cho rằng đây là hai độ tuổi phải gánh chịu vận hạn lớn nhất trong đời, thậm chí là vấn đề sinh tử. Vừa hay, nó cũng trùng với giai đoạn tuổi trung niên mà chúng ta đang nói tới. Ở tuổi này, nếu bình ổn vượt qua vận nạn thì rất có thể sẽ được trường thọ, hưởng phúc. 2. Hiếu thuận với cha mẹ không thể chờ. Sang tuổi trung niên, cha mẹ chúng ta có lẽ đều đã già cả, chỉ mong cha mẹ được sống vui vầy cùng con cháu. Không tật bệnh là ta đã yên tâm một phần, các cụ bôn ba vất vả cả đời người. Giờ đã đến lúc được nghỉ ngơi hưởng phúc, dù công việc có bận rộn, dẫu đường xá có xa xôi, bạn nhất định nên về thăm nhà nhiều nhất có thể. Bố mẹ đã già, chính là không thể chờ đợi lòng hiếu thuận của con cái mãi được. Trăm năm qua đi như ánh chớp, một sớm mai biết cha mẹ đã rời bỏ mình mà đi, bạn có ân hận chừng nào cũng chẳng thể bù đắp lại. 3. Nuôi dạy con cái không thể chờ. Vì Kim Sơn mà nhiều người lơ là việc giáo dục con cái, thực là cái được chẳng bỏ cho cái mất. Cha mẹ chính là người thầy khóa đầu tiên của con cái, cũng là người quan trọng nhất. Giáo dục con cái là chuyện tuyệt đối không thể lơ là. Đến khi bạn kiếm được rất nhiều tiền rồi thì con cái cũng đã lớn khôn. Khi bạn trung tuổi, con cái đã trở thành những cô cậu thanh niên hừng hực sức sống, mà cũng bồng bột, nông nổi lắm thay. Họ có sở trường mà cũng có sở đoàn, có ước mơ mà cũng có sự viển vông, thói hư tật xấu. Dạy con từ thời còn thơ, đến lúc này cây tre đã thẳng muốn uốn cũng khó. Nhưng bạn có thể làm một tấm gương, một người bạn chân thành, thì thầm tâm sự, khuyên nhủ con điều hay lẽ phải, làm người tốt, tránh xa cái ác. Con cái cũng phản ánh một phần sự tu dưỡng của cha mẹ, hãy là một nhà thông thái cho chính gia đình mình. Tuổi trung niên nói trẻ thì thực không còn trẻ, trung niên nhất định cũng chẳng phải là xế chiều tịch mịch. Hãy nuôi dưỡng lòng thiện lương và một trái tim từ bi, bạn sẽ thấy được một nhà mai khai nở trong đời mình giữa khi tuổi xuân tưởng chừng đã tàn phai cả. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách của người tuổi Quý Hợi sinh 1983. Người tuổi Hợi có bản tính lương thiện và khoan dung, họ cũng là kiểu người có tính cách thẳng thắn, hiền lành và ngây thơ. Đặc điểm này giúp người tuổi Hợi được mọi người xung quanh yêu mến và quý trọng. Người tuổi Hợi được yêu mến không chỉ vì họ hiền hòa, mà bản thân người sinh năm này có lòng bao dung và họ sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có cơ hội. Những người phụ nữ tuổi Hợi lại càng thú vị, họ không chỉ hoạt bát, nhanh nhẹn có trí thức mà còn tốt bụng. Sau khi kết hôn, họ sẵn sàng trở thành mẹ hiền dâu thảo. Đàn ông tuổi Hợi cũng rất yêu gia đình, họ thường dùng sự lương thiện của mình để dạy dỗ con cái. Đặc điểm tính cách này khiến nhiều người tuổi Hợi trong công việc lại gặp chút bất lợi, đó là khi chẳng may gặp phải thất bại thì họ dễ bị suy sụp nặng nề. Cho nên, người tuổi Hợi cần chú ý tìm cách làm thế nào để bản thân vực dậy tinh thần, tiến bước về phía trước. May mắn là người tuổi Hợi có sự kiên trì và tinh thần cầu tiến trong công việc cao, nên họ sẽ sớm tìm được lối đi cho riêng mình. Một điểm sáng trong tính cách giúp người tuổi Hợi gặp được tài vận tốt, đó là họ thường tự tin trong công việc, không chỉ có ý chí kiên cường, năng lực lãnh đạo của tuổi Hợi cũng được thể hiện, giúp họ đưa ra được nhiều phương pháp xử lý công việc ổn định. Ý chí của người tuổi Hợi còn thể hiện ở chỗ, khi gặp vấn đề khó khăn, họ đều suy xét kỹ lưỡng, cho nên phần lớn công việc của họ đều được giải quyết thỏa đáng. Khi làm việc, người tuổi Hợi có khả năng tập trung cao độ, khi đã đặt ra mục tiêu cũng sẽ dốc toàn tâm toàn lực để thực hiện. Đôi khi, người tuổi Hợi dồn hết tâm trí vào công việc mà quên đi những gì đang xảy ra xung quanh. Có nhiều người tuổi Hợi thời niên thiếu gặp không ít khó khăn, đến khi trưởng thành họ rất tích cực làm việc, phát triển bản thân để tạo cho mình cảm giác an toàn. Trên thế giới có rất nhiều người nổi tiếng sinh năm Hợi, chẳng hạn như đại văn hào người Mỹ Hemingway, tác giả của cuốn Ông Già và Biển Cả. Tác phẩm của ông luôn thể hiện được tinh thần chiến đấu, sự kiên cường đương đầu với nghịch cảnh, để lại cho hậu thế nhiều bài học sâu sắc, sự tích cực phấn đấu, vươn lên trong bất kỳ hoàn cảnh nào của người tuổi Hợi chính là điểm đáng quý. Đây cũng là chìa khóa giúp họ mở ra nhiều cơ hội quý báu trong đời. Người tuổi Hợi sẽ có xu hướng tính cách đa dạng khi sinh vào các mùa khác nhau trong năm, nhưng họ đều có điểm chung là rất biết cách đối nhân xử thế. Người tuổi Hợi sinh vào mùa xuân thường có tấm lòng nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Họ cũng chú trọng sự nghiệp, mặc dù được hưởng những điều kiện thuận lợi, nhưng người tuổi Hợi sinh vào mùa xuân vẫn luôn nỗ lực để đạt được nhiều thành tựu. Ở những người tuổi Hợi sinh mùa này, họ dành nhiều thời gian cho công việc và cũng rất ham học hỏi các tri thức mới. Người tuổi Hợi sinh vào mùa hè thường có quý nhân giúp đỡ trong đời, có lẽ ngay từ nhỏ được hưởng phúc khí, đạt được nhiều thành công dễ dàng nên họ có thể lười biếng và có phần nhu nhược. Nếu như không tích cực nỗ lực, thì khi gặp phải khó khăn, họ dễ bị suy sụp. Lời khuyên dành cho người tuổi Hợi sinh vào khoảng thời gian này là đừng dựa dẫm vào người khác,
và nên không ngừng phát triển hoàn thiện bản thân mình. Người tuổi Hợi sinh vào mùa thu có khả năng giao tiếp nhạy bén, được lòng mọi người. Những người sinh vào thời gian này cũng thường là người có địa vị xã hội, không chỉ biết cách ứng xử. Người tuổi Hợi sinh vào mùa thu còn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, nên họ cũng tạo được nhiều mối quan hệ tốt. Người tuổi Hợi sinh vào mùa đông vốn chịu nhiều vất vả từ nhỏ. Tuy nhiên, chính vì vậy mà trông họ có thể trưởng thành và chín chắn hơn so với người tuổi Hợi sinh mùa khác. Tính cách của họ ngay thẳng, không thích giấu giếm, nên nhiều khi làm mất lòng mọi người. Ở khía cạnh nào, những khó khăn họ gặp phải là do chưa biết khai thác nguồn tri thức trong cuộc sống, ngại va chạm, lười học hỏi. Cho nên lời khuyên dành cho người tuổi Hợi sinh vào mùa đông muốn cuộc đời thuận lợi, tài vận rực rỡ hơn, thì phải năng đi ra ngoài, nhìn xa trông rộng và không ngừng học hỏi nhiều điều mới. Đánh giá tổng quan vận trình tử vi tuổi Quý Hợi sinh 1983, tháng Tết âm lịch năm 2024. Tháng Tết năm 2024 âm lịch, vận trình của người tuổi Quý Hợi trên đà phát triển, nhờ được quý nhân nhị hợp nâng đỡ, bạn sẽ thấy công việc tiến triển tốt nhờ quý nhân vận vượng, được trợ giúp từ nhiều phương diện, rất có lợi cho đường tiến thân của mệnh chủ. Mặc dù tháng đầu năm là thời điểm nhiều người còn khá trì trệ, muốn tĩnh không muốn động, do quan niệm tháng riêng là tháng ăn chơi, nhưng với người tuổi Quý Hợi, bạn hiểu cơ hội không phải lúc nào cũng có sẵn, nên luôn tranh thủ từng cơ hội có lợi cho mình. Nhờ sự song sáu của mình, công việc của con giáp này tiến triển thuận lợi, làm tới đâu nhìn thấy kết quả tới đó, cơ hội thăng tiến rộng mở. Hãy mạnh dạn đề xuất ý tưởng, phương thức làm mới, chắc chắn bạn sẽ được cấp trên đánh giá cao với sự đóng góp hăng hái của mình. Tài vận trong tháng khá sáng, nhờ có các tinh thực thần soi chiếu, tài lộc chuyển biến tích cực và ổn định hơn trước. Các nguồn thu trong tháng khá dồi dào, đến từ nhiều nguồn chứ không chỉ từ công việc chính, có thể tiến hành đầu tư hay mở rộng quy mô kinh doanh, sản xuất. Sao thái âm phù trợ nhân duyên xuất hiện trong tháng này, giúp chuyện tình cảm của tuổi Quý Hợi tiến triển tốt đẹp, mệnh chủ tâm tình vui vẻ, tràn đầy sức hút, nhân duyên khác giới ngày càng vượng, có nhiều cơ hội thoát khỏi kiếp độc thân, tình cảm vợ chồng hài hòa, cùng cố gắng xây dựng hạnh phúc gia đình và nuôi dạy con cái. Chỉ cần giữa cả hai luôn có sự cảm thông và chia sẻ thì việc gì cũng giải quyết ổn thỏa, sóng gió nào cũng qua. Về phương diện sức khỏe, nguyệt lệnh lâm đất bệnh có thể khiến sức đề kháng giảm sút, mệnh chủ dễ bị mắc các bệnh lây nhiễm theo mùa, bệnh cũ tái phát, bạn nên chú ý nghỉ ngơi và ăn uống điều độ, hạn chế thức quá khuya, thường xuyên rèn luyện thể chất. Xét phương diện sự nghiệp, tuổi Quý Hợi 1983, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Trong tháng Bính Dần, tháng mở đầu năm Giáp Thìn 2024 âm lịch, tiến trình sự nghiệp của người tuổi Quý Hợi có những bước đi lên đáng kể, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Điều này tạo ra động lực rất lớn để mệnh chủ luôn luôn phấn đấu vươn lên. Tháng này, mệnh chủ Quý Hợi được cục diện nhị hợp che chở, điểm báo rất vượng vận quý nhân. Làm công việc lớn nhỏ gì đều có sự trợ giúp, nên mọi việc tiến triển khá suôn sẻ, nhưng chủ yếu vẫn là sự nỗ lực của chính bạn. Ngay từ đầu năm mà công việc đã đi đúng quỹ đạo mong muốn, đầu xuôi đuôi lọt, hứa hẹn cả năm cũng sẽ rất thuận lợi. Đây quả là tin mừng mà tuổi Quý Hợi luôn mong mỏi. Mặc dù tháng Tết đầu năm là thời điểm nhiều người còn khá trì trệ, muốn tĩnh không muốn động, do quan niệm tháng riêng là tháng ăn chơi. Nhưng với người tuổi Quý Hợi, bạn hiểu cơ hội không phải lúc nào cũng có sẵn, nên luôn tranh thủ từng cơ hội có lợi cho mình. Nhờ sự song sáu của mình, công việc của con giáp này tiến triển thuận lợi, làm tới đâu nhìn thấy kết quả tới đó, cơ hội thăng tiến rộng mở. Hãy mạnh dạn đề xuất ý tưởng, phương thức làm mới, thay đổi tư duy và cách làm việc. Chắc chắn bạn sẽ được cấp trên đánh giá cao với sự đóng góp hăng hái của mình. Con giáp này biết cách thuận theo chiều hướng phát triển mà lựa mình, linh hoạt thay đổi để không đánh mất bản sắc mà vẫn gây được sự chú ý nhất định. Trời không phụ lòng người có công, dám nghĩ dám làm sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhớ là đừng lúc nào cũng chỉ chọn việc mình thích để làm, như vậy chẳng khác nào bạn đang tự giới hạn bản thân. Hãy thử thách khả năng của mình nhiều hơn, để thử xem bạn có thể tiến xa tới đâu. Bứt phá khỏi giới hạn an toàn và bạn sẽ đạt được những thành quả rất đáng tự hào. Xem phi tinh tháng, cát tinh lục bạch chủ chức vụ xuất hiện ở phương Tây Bắc. Đây được coi là hướng vượng nhân khí, tài khí. Mệnh chủ có thể sử dụng một số vật phẩm phong thủy có lợi cho công việc, như biểu tượng tháp văn xương, quả cầu phong thủy, sẽ có tác dụng thúc đường công danh, sự nghiệp thêm phần hanh thông. Xét phương diện tài lộc, tuổi Quý Hợi 1983, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tháng Tết năm 2024 tuổi Quý Hợi âm lịch về tài lộc cho thấy, chẳng những công việc mà phương diện tài chính của con giáp này cũng đón nhận nhiều tin vui trong tháng này. Cả chính tài và thứ tài đều khả quan, nhờ có các tinh thực thần soi chiếu,
tài lộc chuyển biến tích cực và ổn định hơn trước. Các nguồn thu trong tháng khá dồi dào, đến từ nhiều nguồn chứ không chỉ từ công việc chính. Tháng này thích hợp cho đầu tư, mở rộng kinh doanh, sản xuất khi nhiều cơ hội kiếm tiền xuất hiện, đặc biệt là bạn sẽ có quý nhân ở bên trợ giúp, nhờ thế mà chuyện làm ăn thuận lợi, suôn sẻ. Cùng đà phát triển này, mệnh chủ Quý Hợi có thể thực hiện kế hoạch đầu tư hay mở rộng quy mô kinh doanh của mình thoải mái. Trong quá trình thực hiện có thể không tránh được gặp chút trục trặc, nhưng mệnh chủ nhanh trí xử lý, lại thêm cát khí vây quanh, cuối cùng đâu sẽ vào đó, đạt kết quả mãn nguyện. Tài khí đương lúc vượng, nhưng nếu không có kế hoạch tài chính rõ ràng, nguy cơ hao tài vẫn luôn rình rập với con giáp này. Nhất là khi tháng đầu năm mệnh chủ sẽ phải bỏ tiền túi cho những khoản chi tiêu không thể tránh. Do đó, bạn cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, cố gắng tích lũy cho tương lai thì không có gì phải lo lắng. Phi tinh tháng nhận thấy, có bát bạch chủ tài tinh nhập cung Đông Bắc, bạn nên đặt biểu tượng rồng phong thủy ở hướng này của phòng khách, ngôi nhà. Vật phẩm phong thủy này vừa có tác dụng hóa giải sát khí, lại thúc vượng tài khí, rất có lợi cho người kinh doanh, buôn bán. Xét phương diện tình cảm, gia đạo, tuổi Quý Hợi 1983, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Tử vi 2024 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, về phương diện tình cảm của người tuổi Quý Hợi trong tháng đầu xuân năm mới có nhiều bước chuyển biến tích cực. Sao Thái Âm phù trợ nhân duyên xuất hiện trong tháng này, giúp bạn đón nhiều tin vui về tình cảm, đặc biệt là nữ mệnh. Mệnh chủ tâm tình vui vẻ, tràn đầy sức hút, nhân duyên khác giới ngày càng vượng, có nhiều cơ hội thoát khỏi kiếp độc thân với người đã từng bị tổn thương trong tình yêu. Đây là dịp tốt để gác lại quá khứ, mở rộng trái tim đón nhận tình cảm mới. Lương duyên có thể đến từ việc tình cờ gặp gỡ hoặc qua giới thiệu mai mối. Dù thế nào đi nữa, bạn cũng nên mở lòng để đón nhận, sẽ có những trải nghiệm thực sự thú vị trong đời. Mối quan hệ vợ chồng hài hòa, cùng cố gắng xây dựng hạnh phúc gia đình và nuôi dạy con cái. Chỉ cần giữa cả hai luôn có sự cảm thông và chia sẻ, thì việc gì cũng giải quyết ổn thỏa, sóng gió nào cũng qua. Tháng này, sau nhất bạch chủ đào hoa bay vào cung chính Bắc, nếu ở vị trí này trong ngôi nhà đang có vật lớn án ngữ, cần dịch chuyển càng sớm càng tốt, tránh tích tụ nguồn năng lượng xấu, khiến tình duyên và gia đạo trục trặc, rối ren. Xét phương diện sức khỏe, tuổi Quý Hợi 1983, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tháng Tết năm 2024 âm lịch của 12 con giáp về phương diện sức khỏe, nguyệt lệnh lâm đất bệnh ở tuổi Quý Hợi, báo hiệu một vài vấn đề không thể chủ quan với sức khỏe của con giáp này. Sức đề kháng của mệnh chủ có dấu hiệu giảm sút, bạn dễ bị mắc các bệnh lây nhiễm theo mùa, bệnh cũ tái phát. Bạn nên chú ý nghỉ ngơi và ăn uống điều độ, hạn chế thức quá khuya, thường xuyên rèn luyện để nâng cao thể chất. Khi ra ngoài, nhất là xuất hành xa nên đi đứng thận trọng, đề phòng tai nạn xe cộ, họa huyết quang. Sau đây là tử vi chi tiết từng tuần tháng Tết âm lịch của người tuổi Quý Hợi sinh 1983. Xem tử vi tuần 1, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Theo dõi tử vi hàng tuần, người tuổi Quý Hợi trong tuần này có những dấu hiệu đáng mừng khi vận trình khởi sắc rõ rệt, điềm báo cát lành cũng đến, đường tình duyên vượng, đào hoa nở rộ, chuyện tình cảm đã có những bước tiến triển theo hướng tích cực. Đầu tuần có chính tài trợ vận, đảm bảo cho con giáp này nguồn tài lộc dồi dào và ổn định. Tuy nhiên, cuối tuần sẽ có những lúc mà mệnh chủ dễ mắc phải sai lầm trong chuyện tiền bạc, cần phải thận trọng và có kế hoạch tài chính rõ ràng thì hơn. Thương quan xuất hiện trong tử vi công danh sự nghiệp của tuổi Quý Hợi tuần này. Nhiều vấn đề bất ngờ phát sinh khi mệnh chủ không thực sự coi trọng những quy định đã được đặt ra từ trước đó, khiến cho mâu thuẫn, bất đồng trong công việc ngày càng lớn. Cũng may có nguyệt mã nâng đỡ, nên càng về cuối tuần thì càng có khả năng lội ngược dòng. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là dấu hiệu xoay chuyển tình thế mà thôi. Tuổi Quý Hợi vẫn cần khá nhiều thời gian để có thể lấy lại được vị thế của mình như ban đầu. Xem tử vi tuần 2, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Chỉ số cát vận chiếm ưu thế, mang tới vận trình tuần mới lạc quan cho người tuổi Quý Hợi. Tinh thần mệnh chủ phấn chấn, hành xử tự nhiên, gia đạo bình an, không khí gia đình tươi vui, ngập tràn hạnh phúc. Vợ chồng đón tin vui về con cái, có tiếng trẻ thơ trong nhà, mọi thứ dường như được gắn kết bền chặt hơn. Tình yêu lứa đôi có cơ hội thăng cấp bất ngờ, một trong hai bạn sẽ đi công tác xa trong tuần. Tuy thời gian bên nhau không nhiều, nhưng đối phương lại hết mực chu đáo, hỏi han ân cần nên cảm giác vẫn rất gần nhau, không hề có sự xa cách. Các cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng có thể tính chuyện kết hôn, dù trong tuần khó tránh lúc xảy ra bất đồng. Nhưng chỉ cần bạn chủ động xoa dịu, mọi chuyện đâu sẽ vào đó, thậm chí tình yêu càng được thử thách lại càng bền chặt.
người độc thân được đào hoa tinh trợ lực, vận đào hoa tươi sáng, dễ dàng gặp được ý trung nhân khi tham gia các hoạt động tập thể. Hơn thế, đối phương lại có địa vị xã hội cao hoặc sự nghiệp đầy triển vọng. Về công việc, tuổi Quý Hợi ngày càng thành thạo trong công việc, được cấp trên giao phó trọng trách. Bên cạnh đó, quan hệ xã giao hài hòa, được lãnh đạo dẫn dắt, chỉ bảo nên tiến bộ rất nhanh, ít khi phạm sai lầm, cơ hội thăng tiến, tăng lương trong tuần rất nhiều. Cứ nỗ lực đi rồi bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Việc kinh doanh, buôn bán trong tuần thuận lợi, tuy chưa có bước đột phá lớn, doanh thu vẫn chỉ giữ ở mức ổn định. Nhưng như vậy đã là thành công bước đầu của những ai vừa mới lập nghiệp. Hãy kiên trì theo đuổi con đường mình đã chọn, làm nhiều và nghĩ ít thôi, bạn sẽ sớm chạm tay vào thành công. Xem tử vi tuần 3, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Vận trình tuần mới của người tuổi Quý Hợi có những dấu hiệu tốt đẹp rạng ngời, tinh thần phơi phới, nụ cười luôn nở trên môi, dù chỉ làm ở văn phòng hay đi công tác xa. Mọi lộ trình của bạn đều được quý nhân thiên vượng phù trợ, an lành và thành công. Việc dù khó đến đâu, tuổi Quý Hợi đều tìm ra cách xử lý, ai nấy đều thán phục với tài năng ấy. Tiếp xúc với đồng nghiệp mới không tránh tình trạng chưa hiểu nhau. Vậy nên, bạn hãy chỉ dẫn họ thật tốt, đừng tỏ thái độ ma cú bắt nạt ma mới, bởi như vậy sẽ có hại cho bước đường thăng tiến của bạn sau này. Thiên phúc các tinh trực chiếu vào hai ngày giữa tuần, mang tới nguồn sinh khí mới cũng như vận quý nhân dồi dào. Tận dụng được điều đó, sự nghiệp càng thăng tiến, quan hệ xã giao càng hữu hảo. Với những ai vừa mới nhảy việc, sang công ty mới sẽ gặp quý nhân giúp sức, ngay ngày đầu đi làm, bạn đã tạo được ấn tượng tốt đẹp, cứ nỗ lực phấn đấu đi, bạn sẽ nhanh chóng hòa nhập tập thể, thậm chí có thể bứt phá lên vị trí quản lý. Vận trình tình cảm tung bay phơi phới, giữa các cặp đôi dường như không còn bất cứ trở lực nào, tình yêu cứ thế thẳng tiến đến ngôi nhà hạnh phúc. Xem tử vi tuần 4, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp nhận định, công việc của người tuổi Quý Hợi thuận lợi đủ đường, kế hoạch hay ý tưởng mới của mệnh chủ được triển khai. Tuy là một tuần vất vả nhưng thu về thành quả xứng đáng, nhờ vận quý nhân khởi sắc, các mối quan hệ xã giao hài hòa, tạo nền tảng cơ bản thúc đẩy sự nghiệp của bạn thăng hoa. Nếu có thể, hãy chi tiền túi để mời những người đã giúp bạn gặt hái thành công đi ăn uống một bữa gia trò. Điều đó vừa thể hiện lòng biết ơn, lại giúp gắn kết tình bằng hữu, có lợi cho phát triển sự nghiệp trong tương lai. Tuần này, người kinh doanh, buôn bán có thu hoạch bất ngờ, hãy mở rộng quy mô sản xuất hay kinh doanh để thu về lợi nhuận lớn hơn. Thiên vượng cát tinh mang quý nhân tới trợ giúp, thiên hỷ báo hiệu tin vui về tiền bạc, túi tiền vơi rồi lại đầy, không phải lao tâm khổ tứ nhiều nữa. Lưu ý, tránh hợp tác với người tuổi Tuất hoặc Thân, kẻo lợi nhuận chưa thấy đâu bạn đã rước nhiều điều phiền toái về mình. Tình yêu, hôn nhân như ý nguyện, hạnh phúc ngập tràn khắp nơi, mối quan hệ đôi bên trở nên sinh động, linh hoạt, cả hai tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn, cùng nhau phấn đấu vì những mục tiêu lớn trong cuộc sống. Người độc thân có vận đào hoa cực sáng, trở nên cuốn hút hơn trong mắt người khác giới. Chính vì thế, cơ hội để tìm được ý trung nhân không hề ít, cần phải chủ động nắm bắt. Quý vị thân mến, trong tháng sẽ có những ngày khác nhau, tốt cho mọi việc. Vậy hãy cùng tìm hiểu xem, trong tháng đầu tiên của năm, ngày nào đẹp nhé? Ngày 1 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công, tạo tác, việc chí cũng tốt, tốt nhất là cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, đào kinh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ, phá đất, những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tầm, khai trương, xuất hành, nhập học. Ngày 2 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 4 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành, may mắn, để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốt hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cắt lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 7 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 9 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công tạo tác việc gì cũng lợi, tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ, phá đất, gieo trồng, lấy giống. Ngày 10 tháng 1 năm 2024,
ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn. Để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày Tốt Hỷ, bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, tạo tác mọi việc đều đặn vinh xương, tấn lợi, hôn nhân cưới gả sanh con quý, công danh khoa cử cao thăng, đỗ đạt. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác nhiều việc tốt như xây cất nhà, dựng cửa, trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước, đào mương. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, ngày nay rất tốt để tiến hành mọi công việc, hành sự công việc trong ngày này, ắt hẳn mọi việc sẽ được suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp phải khó khăn hay trở ngại, hoặc nếu có khó khăn thì cũng sớm được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, nên mọi chuyện cũng trôi chảy, nhẹ nhàng hơn, biến dữ thành lành, biến nguy thành an. Ngày 30 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Vâng thưa quý vị, không phải ai cũng hiểu ra vì sao tích đức hơn tích tiền. Vì chúng ta bận bôn ba xuôi ngược cũng chỉ vì mong muốn tích góp tiền của để có cuộc sống sung sướng và để cho con cái đỡ khổ. Trong phần cuối chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe câu chuyện tích đức, tích tiền dưới đây. Thời Vô Cản Long, nhờ được mùa mà Chu Thánh Trương với 100 mẫu ruộng, ông có được mùa bội thu. Ông còn bỏ ra nhiều tiền mua thêm nhiều thóc về dự trữ. Và ông sở hữu khoảng 480.000 kg, tính theo đơn vị hiện tại. Nhưng nghe năm sau đó, ở đâu cũng mất mùa. Cả hai vụ lúa trong năm đều không được là bao, và giá tăng lên vùn vụt. Ông Chu Thánh Trương vẫn nhất quyết không bán, đợi đến mùa đông thương nhân không có cách nào đi lại bằng thuyền được. Hơn nữa toàn bộ thóc gạo cũng đã được tiêu thụ hết, chỉ có duy nhất gia đình Chu Thánh Trương là còn thóc dự trữ. Ông đợi khi nhiều người hỏi mua mới đưa ra giá cao là mỗi một thạch 120 kg, đổi một mẫu ruộng. Hơn nữa trong thóc còn trộn lẫn cả trấu. Mấy năm sau, với cách buôn bán này, tiền bạc nhà Chu Thánh Trương chất cao như núi. Việc làm ăn phát đạt là thế, nhưng vì mãi không sinh được một đứa con trai nối dõi tông đường, nên ông thường xuyên cầu nguyện. Năm ông 68 tuổi mới có con, nên đặt tên cho nó là 68. Khi cậu bé lên 10 thì Chu Thánh Trương qua đời. Tiền bạc sẵn có trong nhà, 68 cho rằng vừa ăn vừa phá còn không hết, nên anh chẳng coi tiền bạc là gì và ngày nào cũng mang tiền đi chơi cho hết mới về. Lợi dụng tính cách ngờ nghệch của cậu, nhiều kẻ tham thường đến vay thóc nhưng không trả, và thóc cứ thế vơi dần. Hơn nữa, cậu ta còn là người đam mê bài bạc, và rồi anh bắt đầu phải bán dần tài sản đi để trả nợ. Họ ép giá thật thấp vì biết anh đang cần tiền, khiến cho chỉ trong mấy năm sau đó, toàn bộ ruộng đất nhà 68 đã không cánh mà bay. Trước khi 68 qua đời, gia tài của ông không còn lấy một ngôi nhà hay một mẫu ruộng. Kể từ đó, người dân trong vùng mỗi lần trách mắng con cái là phá gia chi tử thì đều lấy chuyện của 68 ra làm gương. Có đức, có phúc báo ắt có tiền bạc, có người làm gì cũng đều kiếm được ra tiền, có người ngược lại có nỗ lực nhiều đi nữa cũng chỉ có thể đủ nuôi sống bản thân. Đây chính là vấn đề nằm ở phúc báo. Đi tìm câu trả lời cho câu hỏi vì sao tích đức hơn tích tiền, bạn sẽ hiểu rằng thành tựu của một người đều dựa vào phúc báo cộng với trí tuệ mà thành. Có những người hiểu biết, có trí tuệ, ham học hỏi đấy nhưng vẫn không có cơ hội giàu có vì họ không có đủ phúc báo. Dù làm ăn, đi ra ngoài xã hội kiếm tiền đều sẽ rất khó khăn. Đọc sách luôn là ưu tiên, nhưng nên hiểu kiếm tiền và đọc sách lại là hai việc khác nhau. Từ đây bạn cũng đã tìm ra được câu trả lời cho những ai vì sao giỏi thế mà vẫn nghèo. Phúc báo đứng trước cả trí tuệ. Hơn nữa, phúc báo của một người đều phải từ bản thân người ấy tự bồi đắp. Ngay cả những người thân cũng không cách nào có thể thay thế họ được. Ví dụ như cùng sinh trong một nhà, nhưng người nhiều phúc báo hơn thì dễ giàu có hơn. Phúc phận do đức mà đến. Tổ tiên không tích đức cho con cháu, con cháu không có phúc để hưởng thụ thì sẽ dễ phá sản. Con trẻ cũng có phúc báo và nghiệp lực của riêng chúng. Cha mẹ không cách nào thay thế cho con trẻ. Vậy thì điều cha mẹ có thể làm được là giúp cho con trẻ nuôi dưỡng và bồi đắp phúc đức. Con trẻ đủ kiến thức, hiểu biết và cộng thêm phước báo thì không nhất thiết phải dùng đến tiền của để lại. Vì có cố gắng để lại, nhưng với sự kém cỏi của mình thì tiền bạc bao nhiêu cũng tiêu tán hết. Cho nên chi bằng từ nhỏ đã nuôi dạy chúng trở thành người đức độ, hiểu biết. Không nên xem nhẹ phúc báo,
phúc báo cũng còn có thể cứu được mạng người. Tiền bạc của một người cũng phải đánh đổi từ phúc báo mà có. Có được phúc báo, tất cả của cải bạn đều có thể tạo ra. Những bậc trí nhân mới đủ hiểu điều này. Họ đã khôn ngoan khi từ bỏ đồng tiền và danh vọng, vốn là sự cám dỗ bậc nhất đối với con người, để đổi lấy đức cho bản thân. Khi lìa đời, tiền mất đi, phúc báo ở lại. Luân hồi chuyển kiếp không loại trừ bất kể ai, cho dù đó là một người giàu có và danh vọng bậc nhất, hay chỉ là một thường dân nghèo nàn. Đừng để đến khi ốm đau, bệnh tật, trước khi lìa đời lại tự hỏi, cả một đời tích lũy là vì đâu, tranh tranh đấu đấu là vì điều gì, để được làm người. Sinh mệnh đó thực sự may mắn, nhưng con người khi sinh ra không mang đến cõi đời này bất cứ thứ gì, nhỏ bé, trần trụi và chỉ có vậy. Lúc nhắm mắt xuôi tay cho dù trong cuộc đời có kiếm bộn tiền, có làm ông to bà lớn, vẫn chẳng thể mang theo. Cái duy nhất gắn liền với chúng ta đó là nghiệp, tích tụ từ việc thiện và ác mà họ đã thực hiện khi làm kiếp người. Thử hỏi, giàu có thì bạn có thể mua nổi đức, nếu số tiền tài và danh vọng đó được tích lũy từ những hành vi tạo nghiệp nặng qua tranh giành, cưỡng đoạt và làm hại người khác. Tiền bạc và danh vọng đối với một người khi đã nhắm mắt xuôi tay không là gì cả, thậm chí còn mang tới cái nợ lớn cho họ, để rồi phải chịu phán xét nghiêm minh của luật nhân quả. Đây chính là tính trọng yếu của phúc báo. Tiền bạc có thể bị người khác đoạt mất đi, nhưng phúc báo thì người khác không cách nào có thể chiếm đoạt được. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.